Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Chấm Bài Giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn tin học lớp 6 bài số 2 nhé. Chúng ta xem bài giảng của Thầy Liêm. Nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài số 2 mình sẽ học về xử lý thông tin. Sau bài này em sẽ nêu được các hoạt động cơ bản của xử lý thông tin, giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lý thông tin và nêu được ví dụ minh họa nhé. Giờ mình sẽ qua bài học. Mình thích xem đá bóng đá và nhớ mãi một quả phạt đền. Khi cầu thủ thực hiện quả phạt, mắt anh ấy liên tục quan sát thủ môn và đón xem góc nào của khung thành là sơ hở nhất. Sải bước tạo đà, anh ấy đã khéo léo chiến thắng thủ môn bằng một cú sút rất mạnh vào góc cao của khung thành nhé. Nhờ một nhờ xử lý thông tin, trong trường hợp của cầu thủ bóng đá trên, bàn thắng xảy ra trong chớp mắt, nhưng thời gian rất ngắn đó. Trí óc của cầu thủ đã thực hiện một loạt hoạt động phức tạp như sau. Trước hết là mắt sẽ theo dõi vị trí của môn và thông tin đó được chuyển lên não. Não phân tích, đánh giá và suy luận, chuyển qua thông tin thu được thành ý định của cầu thủ xuất vào góc cao của khung thành. Ý định đó được thực hiện bằng cách điều khiển chân sút thành công quả phạt. Thực ra não còn thực hiện một hoạt động thông tin nữa, đó là ghi nhớ kết quả của hoạt động trước để thực hiện hoạt động sau. Không ai nhìn thấy bộ não làm việc như thế nào, nhưng trong mọi hoạt động có ý thức của con người, bộ não đều phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xử lý thông tin. Vậy quá trình xử lý thông tin được diễn ra như thế nào? Giờ xử lý thông tin, em hãy xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và trả lời các câu hỏi sau. Bộ não của cầu thủ nhận được những thông tin từ những giác quan nào? Mình sẽ liệt kê về các giác quan đó đúng không? Và thông tin nào được bộ não cầu thủ ghi nhớ và sử dụng khi đá phạt? Bộ não xử lý thông tin nhận được hình thông tin gì? Và bộ não chuyển thông tin điều khiển thành thao tác nào của cầu thủ? Và quá trình xử lý thông tin của bộ não gồm những hoạt động nào nhé? Giờ như vậy là quá trình xử lý thông tin sẽ gồm có 4 hoạt động cơ bản. Trước hết là khu nhận thông tin. Như các giác quan có người nhận được thông tin của thế giới như là âm thanh, hình ảnh, màu sắc, ánh sáng, nhiệt độ và mùi vị. Thứ hai là lưu trữ thông tin. Sau khi nhận được thông tin, bộ não ghi nhớ lại. Nếu não không ghi nhận được, thông tin sẽ bị mắc và các thao tác khác sẽ không thể thực hiện được. Thông tin không chỉ được nhớ trong não mà còn được con người lưu trữ bằng cách ghi chép. Và quá trình tiếp theo là xử lý thông tin. Bộ não liên kết các thông tin đã có, so sánh, phân tích, thống kê, suy luận, giải thích, từ đó đưa kết luận, quyết định. Đó là quá trình biến đổi thông tin ban đầu thành thông tin mới. Và tiếp theo là truyền thông tin. Thông tin được truyền đến các bộ phận cơ thể chuyển hóa thành hành vi và được chia sẻ với người khác. Thông tin được nhân rộng qua quá trình chia sẻ. Giờ như vậy là các giác quan của con người gồm có nghe, nhìn, chạm, nếm, ngửi. Đúng không? Và những thông tin này sẽ được khu nhận vào bộ não. Sau đó bộ não sẽ xử lý thông tin. Sau đó mình sẽ đưa vào lưu trữ thông tin. Và sau đó sẽ lấy ra để xử lý tiếp. Giờ sau đó truyền thông tin. Đúng không? Giờ các hoạt động xử lý thông tin bao gồm khu nhận thông tin, xử lý thông tin, lưu trữ thông tin và truyền thông tin. Ngoài lưu trữ trong bộ não thì người ta có thể lưu trữ thông tin vào hoặc mang tin cũng được, đúng không? Giờ tiếp theo là một câu hỏi. Mỗi vị dưới đây thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin, giải thích tại sao nhé. Trước hết là câu A. Em đang nghe chương trình ca nhạc trên đài truyền hình nói tiếng nói Việt Nam. Như có nghĩa là mình đang khu nhận thông tin. Không nhìn cho thông tin đây là chính là âm thanh. Còn bố đang xem chương trình thời sự trên TV. Có nghĩa là bố cũng nhận thông tin. Thông tin ở đây qua hình ảnh, qua âm thanh luôn. Còn em chép bài trên bảng và vở. Có nghĩa mình sẽ lưu trữ thông tin từ trên bảng vào vở của mình. Còn câu D là em thực hiện phép tính nhẩm, có nghĩa là mình đang xử lý thông tin.
với những con số cụ thể, với những phép tính cụ thể nha. Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này nha. Giờ câu A thì chính là khu nhà không tinh. Ở đây là chính là không tinh ở đây chính là tiếng nóng, có nghĩa là âm thanh đúng không? Giờ câu B cũng khu nhà không tinh, và không tinh lúc này là cả có hình ảnh và âm thanh đúng không? Đúng này. Còn câu C là xử lý không tinh. Câu C là lưu trữ không tinh đúng không? Và không tinh đây là chính là bài trình bày đúng không? Giờ bước cuối cùng là câu D là thực hiện một cái tính nhậm chính là xử lý không tinh. Không tinh đây chính là các phép tính. Giờ như vậy là mình trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ câu số 2, xử lý không tinh trên máy tính. Ngày nay không tin không chỉ là sự hiểu biết của cá nhân, mà đã trở thành tài nguyên của xã hội loài người, đem lại lợi ích to lớn. Chiếc máy kỳ diệu giúp con người xử lý nguồn tài nguyên đó chính là máy tính. Vậy em muốn biết máy tính gồm những thành phần nào và hoạt động ra sao không? Máy tính có đủ thành phần để có thể thực hiện các hoạt động của quá trình xử lý không tin, gồm có khu nhận, lưu trữ, biến đổi và truyền không tin. Giờ trước hết là thiết bị vào để khu nhận không tin gồm có bàn phím, chuột và máy quét hay còn gọi là máy scan. Thiết bị da để truyền hoặc là chia sẻ thông tin gồm có màn hình hoặc là máy in. Với máy in thì mình có thể là in trắng đen hoặc là in màu. Tiếp theo là, và hiện nay người ta có cả máy in 3D đúng không? Và bộ xử lý để xử lý thông tin bằng cách thực hiện chương trình máy tính cho con người viết ra. Và bộ nhớ để lưu trữ thông tin gồm có đĩa quang, đĩa từ, khẽ nhớ, đĩa USB đúng không? Giờ như vậy là các hoạt động xử lý thông tin của máy tính gồm có thiết bị vào, CPU để xử lý thông tin. Thiết bị vào sẽ là đưa các thông tin, thu nhận thông tin vào bộ xử lý có thể sẽ đưa vào bộ nhớ để lưu trữ hoặc là lấy ra để xử lý và sau đó lưu trữ tiếp. Sau đó truyền thông tin đến thiết bị đầu gian như là màn hình, máy in nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1 là máy tính gồm mấy thành phần để thực hiện các hoạt động xử lý thông tin. Như vậy chắc chắn là 4 thành phần đúng không? Quỳnh mình vừa mới xem 4 thành phần của máy tính. Và câu số 2 là chức năng của bộ nhớ là gì? Câu A là lưu trữ thông tin, B là hiển thị thông tin, C là lưu trữ khu nhận. Câu A là khu nhận thông tin, hiển thị thông tin, lưu trữ thông tin và xử lý thông tin. Như vậy chức năng của bộ nhớ chính là lưu trữ thông tin, chính là đáp án C nha. Giờ thầy sẽ trả lời hai câu hỏi này. Câu số 1 mình sẽ chọn đáp án B. Còn câu số 2 mình sẽ chọn đáp án C nhé. Lưu trữ thông tin. Giờ tiếp theo, hiệu quả thực hiện xử lý thông tin của máy tính. Em hãy nêu ví dụ về việc máy tính giúp con người trong các hoạt động sau và so sánh hiệu quả thực hiện việc đó khi có sử dụng và khi không sử dụng máy tính. Như vậy là khu nhận thông tin, lúc trước thì mình khu nhận thông tin bằng cách nào, và sau này mình sẽ khu nhận bằng cách nào, mình thấy là cách nào sẽ nhanh hơn đúng không? B là lưu trữ thông tin, C là xử lý thông tin và D là truyền thông tin nhé. Giờ như vậy là mình thấy là máy tính là một công cụ hiệu quả để khu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin.
Máy tính giúp con người không nhận thông tin dễ dàng nhanh chóng đa dạng và nhanh chóng. Ví dụ để chuẩn bị thông tin cho một bài trình bày, em có thể sử dụng máy quét, máy ảnh số, điện thoại di động thông minh hay tìm kiếm trên mạng để có được thông tin dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh hoặc là phim. Còn xử lý thông tin thực hiện tính toán với tốc độ cao, chính xác và bền bỉ. Ngày nay máy tính có thể thực hiện hàng trăm tỷ phép tính trong một giây, có thể biểu diễn được gần đúng với số bi với hàng nghìn tỷ chữ số ở phần hợp phần. Máy tính còn có thể làm việc liên tục không ngừng suốt ngày đêm. Máy tính có thể lưu trữ không lượng thông tin rất là lớn. Ví dụ với một chiếc hệ nhớ nhỏ bằng một chiếc bút có thể lưu trữ nội dung của hàng nghìn cuốn sách. Với khả năng kết nối mạng, máy tính không chỉ giúp em trao đổi thông tin với mọi người ở khắp nơi, mà còn giúp em kết nối với kho tri thức khổng lồ. Ví dụ em có thể điện thoại thông minh, truy cập vào Internet để tìm thông tin ở bất kỳ lĩnh vực nào. Giờ tiếp theo, máy tính có đủ 4 thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin gồm có thiết bị vào để thu nhận thông tin, bộ nhớ để lưu trữ thông tin, bộ xử lý để xử lý thông tin và thiết bị da để truyền và chia sẻ thông tin. Máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lý thông tin một cách hiệu quả, do nó có thể thực hiện nhanh các lệnh, tính toán chính xác, xử lý nhiều dạng thông tin, lưu trữ thông tin với dung lượng lớn và hoạt động bền bỉ. Giờ tiếp theo là một câu hỏi: máy tính giúp con người nâng cao hiệu quả trong những hoạt động nào của quá trình xử lý thông tin? Giờ mình thầy sẽ trả lời câu hỏi này nha. Như là máy tính giúp con người thu nhận và xử lý thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máy tính giúp con người nâng cao hiệu quả trong hoạt động tính toán, thực hiện nhanh các lệnh. Máy tính có thể lưu trữ lượng thông tin lớn cho con người. Nhờ máy tính mình có chỉ cần một cái bộ nhớ rất là nhỏ, chỉ cần gây cái bắt cần bằng cây bút thôi có thể lưu trữ cả ngàn quyển sách luôn. Giờ tiếp theo là phần luyện tập. Vật mang tên xuất hiện trong hoạt động nào của quá trình xử lý thông tin, bộ nhớ có là vật mang tên hay không? Giờ hãy trả lời câu số 1 này luôn nha. Như vậy là vật mang tên xuất hiện trong hoạt động lưu trữ thông tin đúng không? Qua chỉ không tin, bộ nhớ là vật mang tin nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Em hãy phân loại những công việc sau đây theo các quá trình, theo các hoạt động của quá trình xử lý thông tin. Câu A là quan sát đường đi của một chiếc tàu bị. Câu B là ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan. Câu C là chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vật. Và câu D là thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp nhé. Giờ hãy trả lời câu hỏi này luôn. Như vậy là quan sát đường đi của một chiếc tàu biển thì chính là thu nhận thông tin đúng không? Thông tin ở đây chính là đường đi của chiếc tàu biển. Còn câu B, ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan, chính là lưu trữ thông tin. Thông tin đây là các sự kiện của chuyến tham quan đó. Còn câu C là xử lý thông tin, đúng này, từ một bài văn xuôi chuyển thành một bài văn hoàn, chính là xử lý thông tin. Chuyển thông tin có nghĩa là mình sẽ thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp. Như thông tin đây chính là cái bài thuyết trình đó, đúng này. Vậy như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp phần vận dụng nhé. Giờ vận dụng, giả sử em được đi chơi xa nhà, em phải phân tích các hoạt động xử lý thông tin liên quan đến việc lên kế hoạch cho chuyến đi nhé. Giờ hãy trả lời câu hỏi này luôn. Giờ như vậy là trước hết mình phải tìm hiểu về địa điểm, thời tiết và địa điểm đi chơi. Sau đó mình sẽ ghi chép lịch trình và thời gian đi. Đúng không? Mình phải tìm hiểu thời tiết xem thời tiết có mưa hay không. Đúng không? Còn địa điểm đi chơi có gần hay xa. Đúng nào. Tiếp theo là tìm kiếm thông tin, quan sát xem thời gian và thời tiết có phù hợp cho việc đi chơi hay không. Nói cho mọi người nghe về thời gian thích hợp để đi. Đúng. Mình nên đi vào mùa nào,
để cho chuyến đi tốt đẹp. Đúng nè. Giờ như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2, em hãy liệt kê những lợi ích của máy tính ở một trong các lĩnh vực sau đây để thấy rõ hiệu quả của việc xử lý thông tin bằng máy tính nhé. Như vậy mình thấy là máy tính ứng dụng trong các nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm có y tế, giáo dục, âm nhạc, hội họa, xây dựng, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, du lịch. Đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu số 2. Như vậy là về y tế thì máy tính dùng để lưu trữ bệnh án của bệnh nhân, các chỉ số sức khỏe của con người. Còn câu B là trong giáo dục thì máy tính dùng để tính toán, lưu trữ số liệu và lưu trữ kiến thức. Còn câu C là âm nhạc thì máy tính dùng để quảng bá âm nhạc, nghe và chia sẻ âm nhạc trên mạng. Câu D là hội họa, thiết kế tranh ảnh, lưu trữ và truyền bá hội họa đến mọi người. Và câu E là xây dựng, thiết kế lưu trữ các mô hình kiến trúc. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng vậy thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em.